Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Mình là Quốc Tấn. Để quên, để bật mấy cái này lên cây. Đây là tựa game Far Cry 5. Quá dữ quen thuộc. What the fuck? Đi ra đây, đi đi đi, lẹ đây, lẹ đây. Trời ơi, ngồi hồi tính tính đâu lại ngồi khen ai mà đẹp dữ vậy hả? Rồi giờ anh theo tao đi luôn nào. Hả? Tao lại tao vô game trước, giờ anh theo tao rồi. Nó mày Theo bỏ mày nó. kệ chứ sao đâu, Nói mày liên bỏ quan nó, giờ gì. không theo mày. Tao cũng chạy như lát Rồi. Thôi đi đi đi. Ấy, có người bán súng kìa, để lại coi có tiền đủ tiền mua cung chưa? rồi. Ê, kim cương kìa. Biết rồi, thấy rồi, Ê, thấy. mày miner tam sẹo. Kệ nó. Bắt cái chứ làm sao kệ. Thôi, từ từ. Một đứa sniper, còn một đứa thì sử dụng Mày đâu có đi khả năng chung bắn súng được. máy. Mày đâu có đi Gì? chung được. Không đi chung được thì bắt miner tam sẹo, rồi mình tùy cái trường hợp, tùy cái trận đánh là mình triệu hồi miner ra. Thôi. Ê. Chứ giờ làm gì, mày muốn làm Lỡ lỡ gì? rồi, lỡ rồi, lỡ rồi. Không ấy, tao bắt miner tam sẹo à. Mày đi ra khỏi xa được hơn, xa khỏi tao được không? Mày đâu bắt. Cái này thật sự anh em luôn, nếu mà đường ai nấy đi là mình lủi thẳng miner tam sẹo bắt liền luôn. Giống như tôi cho tôm Glancy phải không? Ồ quỷ da Ừ, nó tính lại nó mày bở không đi bấm nút xa F được. nó đấm nó cái giờ đi phòng thủ. Ai biểu đấm chi? Anh em nhìn túi đồ nè, có cái túi ba lớn vậy đó, toàn Nhưng mày súng đấm nó đạn nữa hoa hả? kỳ trong không á. Đâu có đâu, đấm nó Rồi, chi? mua đồ rồi. Giọng trong mặt nó cái nữa. Núp núp xong cái bắt đầu cái nghe nghe nói đến lại mua đồ, bắt đầu cái giật Đứng dậy dậy, đứng đi dậy phải tướng không? hiên ngang ảnh lên liền. Ghê thật chứ. Ôi, không đủ tiền mua cung tới 1.600. Nhưng mới có chín Cúng năm gì? mấy. Tao chỉ cho nè, mày kiếm vô những cái đồn mấy con nào mà cầm đó, mày bắn bỏ đại một đứa mày lấy. Hên xui mày Có ơi, gì có hồi đâu. cặp hồi không. Cái khúc đồn Ui gần sao đây tao không không có có cái cung. tên nào hết vậy? Khúc đồn gần đây không có nào có cung à. Chữ chữ nè, kêu kêu lợi cơ đồ đã không mua. Tao bán đồ cho nó rồi. Bán là kiếm lời chứ đâu bây kêu giờ. kêu Đâu kêu mới. Ê đây đây kêu đây đây lợi đây. còn tốn tiền nữa. Khoan, có thấy mấy thằng nào mới mới nhìn thấy tao trên đây phát hiện tao ha. Đâu vậy? Ừ, Láng súng nào vậy? gì gì quanh cái hết láng luôn rồi anh em. Tụi mình có Đây. mua gì đâu nhiều trời, Dân tẩy não hả mày? 900 làm cái sạch trơn luôn. Gì dân tẩy não gì đó, Mấy đứa bị tẩy não cái gì? tao đâu biết gì đâu, tao nhảy lên cục đá cái thấy tao luôn. Rồi này có chỉ gì không? Chỉ gì? Trời, cảm ơn không vậy hả? Đơn giản vậy thôi hả? Tao đã Đơn cứ giản xúc cứu tích. nó mà có cảm ơn có câu đơn giản. Ủa sao nhìn mặt này quen vậy? Sao giống quán súng đẳng dữ hả? Anh em súng Khác sinh hả? Cũng nhiều giác ba lô khi y chang vậy, khác gì? dòng họ Có ô kim điều, cái bản mặt nó lệch lệch đi tí thôi. Cái bản mặt kim thằng cương kia đâu thì rồi? nó nghe nó hiền từ hơn, còn thằng này nghe bố láo. Ủa kim cương lúc nãy mới đây hiện gần đây giờ đâu mất mày? Đây nè, hướng tao, À, đây là gần đây cái tự nhiên nó mất cái chỗ này. Trời, game cương này quen quá rồi phải không? Ủa? Sao xuống được, xuống đây nè. Cái này tao biết. Cái này là quá quen thuộc luôn à. Quen quá rồi. Vô cùng quen thuộc luôn. Lên đây lụm đồ ra, full luôn à. Rồi mày lấy chìa khóa đi. Vô Tao tao lặn xuống dưới luôn. Ồ, cái tủ gì ít đồ dữ vậy? Ê, học kỹ năng mở khóa nha. Thiệt tức quá. Chắc Nhớ chắn đây có rồi. cái máy chèo với máu nè Nãy kép đó. sắt thì cứ để tao lo. Nãy kép sắt mới có tiền chứ anh em. Đâu rồi? Cái năng nãy kép sắt đâu ta? Cái kép sắt Cái năng này đâu không quên rồi có ta? khóa. Ở đây Ít nè tiền kìa. lắm. Lóc nè. Đó Đâu? đó, 6 điểm. Nó nằm đâu? Rồi chưa? Rồi lấy chìa khóa là coi. Tao dặn van coi. Nước hôm nay game này làm nước thật thiệt chứ. Kìa, dặn van sao không xuống nước là sao? Dặn từ nãy muốn sắp mặt luôn á. Ủa cái chỗ máy bơm nó đâu rồi? Đây nè. Không, phải lấy điện mày. Mở điện nó đi.
Mở điện chưa? Chưa hả? Chưa, cái chỗ nào vô chỗ nào bị khóa, chỗ này bị khóa với chỗ nào. Ừ ơi. Mà mở không được. Chưa mở điện dưới. Vậy dưới đây chắc. Đó. Mày thấy chưa? Cái bị kêu quá quen thuộc. Rồi dặn lên, dặn lên. Dặn van lên là coi như là nước rút và mình xuống dưới rồi mình chôm đồ liền. Bơm nước mà tao bơm gì kiến... Ê mày thấy bắn nước ra này. Mà sao nước ở đây không chảy đâu thiệt chứ. Rồi xuống được rồi. Đó. Tao thấy cái cảnh này. Vô hốt là tiên, tiên. Cái đầu trọc bóng lưỡng. Mày muốn kiếm cái cung phải không? Trong đây nè. Đây nè, đây nè, đây. Ê, đây mày nè. Nhớ cái vụ mà biết rồi, mày nhớ cái vụ mà cái đầu trọc bóng lưỡng mà bị nuốt không? Thôi bỏ đi à. Tao gom đồ đó mày. Cái đồ nó ít chứ hả? Cái hũ gì đây? Đinh tiêu ốc dít gì vậy? Ủa sao không cứ có kỹ năng đang chiêu mày? Quém cái cung đi. Mày ước ao mà. Thôi ơi, không đủ rồi ok rồi đó. Rồi, sách rồi bây giờ rồi, đi xung quanh đây rồi. Kiếm gì nữa coi. Không ấy là đi giải cứu Miner tam sẹo. Tới nữa rồi á. Ủa sách kỹ năng chứ sao đâu mày? Sách kỹ năng nằm trong cái tủ đó luôn à. Có ha. Ủa như ở đây có sách phải có. Chỗ sách này nhà kỹ... nghèo mà. Sách kỹ năng đâu ra. Cơ bản, cơ bản, cơ bản. Tưởng đi bỏ tiền luôn. Hên là tôi quay trở lại cũng được 250. Vì tao lụm hết tiền rồi mà. Đây full rồi. Tao lụm hết rồi. Bàn này lụm chưa? Lụm luôn rồi hả? À. Lẽ hả? Tao nãy tao mới chạy ra, chạy vô lại nữa. Tôi quan sát lại một lần nữa coi là có mất cái gì đó không. Nào ngờ mất 250 đô chứ ít ỏi gì hả mày. Giờ mình thống nhất khu ở dưới đây trước đi. Thống nhất khu Miner tam sẹo phải không? Đúng rồi phải không? Khu dưới, khu dưới. Khu mà của anh ta thăm quần á. Mày phải phải giúp cho dòng họ của anh thăm quần được thoải mái. Rồi 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 được. Hợp lý. Rồi bắt đầu cái mình cạn lên Miner tam sẹo. Xong rồi lên thống nhất cái chỗ của anh tam sẹo. Xong rồi xuống nhỏ ảo diệu kia phải không? Ờ con nhỏ ảo diệu đó đi sau cùng đi. Ờ quan trọng là tam sẹo với thăm quần là ngon nhất phải không? Chứ sao đỉnh cao đẳng cấp rồi. Ờ nào cũng còn thuộc dạng lớp minh heo đồ á, dẹp qua bên đi. Nào cũng thuộc cái lớp xạ thủ. Tao thấy hình như có triệu hồi được mấy tụi minh heo đồ nữa nè. Ai đây? Biết hình như có chứ. Mụ già nào đây? Nào. Có mụ già nào đó phải. Đâu. Ô mụ già thì dữ nha. Mụ già khuyên tai nè. Ở cuối cùng luôn. Đờ, nhìn con mụ đó cũng chắc lừ á, giỡn rồi, đâu. Thấy là muốn ghiền rồi đó. Ghiền đó mà ghiền con mụ già đó không mê. Cái không chắc bằng Miner thăm quần. Thằng cha này từ Faraday 3, Faraday 4 giờ tới Faraday 5 cũng gặp nữa. Chả anh chả, chả sống mấy thế hệ luôn mày. Mà mày thấy không, trong Faraday 4 có cha bắn súng á. Cha đó thấy giống cha trong phim nhà khoa học vĩ đại trong Batman không? Đó, thấy không? Nó nói một nhà khoa học vĩ đại trong Batman phải vô đây đi bán súng vậy. Ơi lên chiếm tháp luôn mày. Chiếm tháp lấy điểm. Tháp đâu? Chiếm tháp lấy điểm không? Ừ. Tháp giờ chỉ tao lấy điểm thấy mà tao không vô. Mày leo đi. Đỉnh cao đẳng cấp mày chiếm tháp mà một thằng chiếm được rồi. Thôi tao xuống tao nhảy cho khí thế. Cái cầu dao em dưới nha em. Em trèo trèo khoảng té lội bản họng em ráng chịu. Bắn vô đít nó cho anh té xuống. Đi mày. Rồi nó leo lên luôn ta. Không nỡ lòng nào à. Không nỡ gì. Để cho nó bắn tỉa biết không. Lên đây làm gì. Bắn tỉa ta tầm xa. Miner thăm quần là xạ thủ mà mày cũng biết mà. Ủa cái cầu dao bắn đây cái nào ta? Là bách phát đó. Rồi kéo đi nhảy ra. Thì ra tao nhớ ra là để, tháp này để chuyện thiêng liêng cao cả cho tao. Tháp này chiếm rồi mày ơi. Tháp này chiếm rồi. Ừ ơi cái tháp đầu game quên rồi. Nhảy xuống cái con em trời con té rồi. Ừ ô làm gì sao em xạ thủ quần làm gì. Đồ. Ghê đồ xuống ghê phanh hán luôn không? Đồ. Oh. Ghê 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 ghê. Bởi vậy cũng quá rồi. Lên 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 lên. Ê có lũ tẩy não đằng đẵng kìa. Lên chưa? Rồi. Xạ thủ ngồi luôn kìa thấy không? Từ lại đây trước đây. Bắn nó bắn nó bắn nó.
Dứt nó, dứt lại cần chiến với nó. Bẻ cổ đó. Trời ơi, mày để tao bẻ cổ này còn tí là tiêu tao rồi. Mày làm phát hiện cái kia xây qua hốt tao liền luôn. Ô này tóc nó tóc nó quăng quăng dạng giống như trái bồ đề. Thằng này làm gì mà bên vòng dữ vậy? Mày làm gì mà ôm ôm cái bản mặt nó rồi? À, nó ra rồi hồi nãy. Cái là thấy ôm bản mặt nó luôn. Cha chỉ cho ta chỗ. Trời ơi, cha này mặt cũng toàn là thẹo với thùng không à. Thứ dữ á, gì mà la hoài vậy? Đâu, đi bán súng mà dẫn theo người ta chó ngon ta. Mày lại mày đấm nó chó cắn mày á. Có không? Có. Thôi, tao tin tưởng ở mày. Con da này có lưỡi hải vậy. Đâu, còn kênh kênh chữ nữa chứ. Đuổi đi. Cha này giống như mắt bị mù à. Ở đây có mấy cái giỏng ngủ trưa được nè anh em. Nhìn đã không? Đó giỏng gì, mình biết cái khăn nó chứ giỏng dạ, miếng giải. Giải giải chứ lên đây nằm ngủ cũng được không? Rồi, chị cho mấy nhiệm vụ trên đời đi tiếp. Nằm quánh một giấc, không nghĩ về ngày mai. Ngủ một giấc nghe mơ về Miner. Rồi đi 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 đi. Lẹ đi anh thăm quần lên trước rồi nè. Mày chạy đi, tao đang bao ở ngoài đây nè, tao đang bao chung với chả già đó. Ủa gì vậy? Mày làm cái gì vậy nó hả? À, tao tung trúng kìa. Tao đây, tao đây. Trời ơi, hên là hụp cái mặt xuống nha chứ mới bể mặt rồi. Lẹ lên, lẹ lên. Biết đây còn mày, hướng để đi không? Lắm. Đáng lẽ nó phải cho mình cái hướng đường thủy chứ. Thôi mà là có một cái nhiệm vụ sát bên đây nè. Bên đây nè. Có nhiệm vụ sát bên đây luôn nè. Đổi hướng đi. Nhiệm vụ gì sao không giải phóng cái chỗ thăm quần trước? Chỗ thăm quần thì từ từ nguyên cái vùng nè, vùng của thăm quần mày không? À bằng nguyên vùng đúng không? Gì vậy? Ủa tao tưởng đâu lần nào chứ. Vì sao bơi lên không được rồi? Rồi chỉ gì nữa coi bà nội. Có gì không? Chỉ cho mình mấy cái gì đấy, mấy cái này kia chứ gì. Làm gì đây, làm gì mà cái lưng sao đen thui vậy? Chắc gì? Cũng bằng ăn gì rồi à. Gì đen, cái gì cũng đen bằng à? Ăn gì với này rồi. Không, gì cái lưng chứ gì. Cái chỗ nào? Cái lưng ngay chỗ cái gái ót á. Không biết sao mà thâm đen. Chắc cũng lông bụi lông bờ đồ dữ lắm. Vật lộn như đó mà nó dính nước. Vật lộn. Vật lộn trong đây, đây, cái đây, cây đây, mà. Có bầy tẩy não đây nữa nè. Dân tẩy não. Hốt luôn rồi xong lại cái làm vụ kia nữa xong. Trời ơi, cái gì Miner thăm quần bao nhanh hơn tao trời. Sao mạnh mẽ như vậy? Đã người ta là được huấn luyện, được qua đào tạo rồi. Em là xạ thủ là mấy cái vụ đó phải từ từ chứ. Ủa gì nhỏ này cũng bao theo nữa. Ở đây phải không? Không rồi. Nhanh gọn lẹ thằng này. Ê, không có biết một đứa luôn. Vậy thì có đứa thôi chứ nhiều. Thôi tưởng nó đông lắm. À, xuống dưới lụm cần câu luôn. Ở dưới đây hả? Ừ. Xuống dưới lụm đứa tao nói chuyện như này cái. Hốt liền chứ ngu dại gì. Đó. Đi đi đử câu cá kinh. Câu cá là phải lên thuyền kìa, câu mới ngon. Làm trước tiên cứ lấy thành tựu trước đi. Giờ câu được con là lấy được cái thành tựu á. Cá đây cá nhỏ không? Tao phát hiện có chỗ cá toàn là bảy mấy bao không? Lóc ghê vậy mày. Lội vô. Ở câu thấy rỉ phải lội cũng ghê. Được con liền lấy thành tụ liền nè. Mày 12.65. Ủa sao chưa mở thành tụ? Mấy cá đây nhỏ mà. Sợ có rồi ý mày. Sợ tao mày chơi game này cũng có rồi á. Không mở á. Không ý là mở thành tụ hay là mở điểm kỹ năng cho mình chứ. Dò. Câu cá có ai câu đỉnh cao đẳng cấp như tao chưa? Chưa có ai làm được cái chuyện này hết. Tao câu nãy giờ. Lấy. Tao được 14 bao nè mày. Ồ, 12 bao khe hả mày? Nặng hơn 12 bao. Câu đó là hên xui đâu phải
cái dạng người ta câu đẳng cấp á anh em. Oh. mình có được cá ngon phải chém gió liền. Ê đây gì, 77 mét có kim cương nữa nè. Có không? Ê, quay, trong đây, trong đây có chứ. Thằng không phải thằng biết vị trí kim cương, cái này đang bị chiếm nè. Ờ cứu tụi nó luôn. Này hả? Ờ từ từ vòng qua tao mày vòng mỗi thằng hướng đi, mỗi thằng hướng. Thấy rắn bứa nào đâu? Nãy không đi hướng kia. Tao thấy toàn hồng hạt không à. Đó. Rồi, còn ê, thằng chạy rồi. Ê, của tao đâu? Tại sao lại có thấy thấy tao chó là sao? Gì? Sao mày không để tao mày? Gì? Sao mày không để tao làm luôn đó luôn? Thì ra trước nào, ra trước là của tao đó chứ. Thì coi có thằng này. Nó biết ê, gì chứ? Thăm quần đâu? Thăm quần đâu? Tại sao lại có con chó đó? Chó này là nó giúp mình phát hiện vị trí nhanh hơn. Nhanh cái gì mà nhanh? Đem Mina hôm quần ra đi chứ, chó này làm ăn được gì? Từ nãy Mina hôm quần là xạ thủ để xạ chết hết rồi, cần gì phát hiện vị trí. Ê, 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 mày nhớ thằng cha bét nhỏ này không? Nào. Bét nhỏ đại nhân nè. À. Bét nhỏ đại nhân. Phải, đồ ngu. Trong đây có đồ này tao đảm bảo luôn. Mấy chỗ này tao rành lắm. Tao rành 4 câu. Thì đây. Bất rồi rồi rồi, chút đâu đâu lục đồ ơi, lục kiếm tiền ơi. Giống như Farai nói chung mới đầu lúc nào cũng nghèo khổ, cái xong mình có đủ tiền rồi cái không thèm đi lượm đồ gì nữa. Hộp ra. Gậy ngon hả? Đổi liền, mau mèo quá lấy hẹ là phải đổi liền chứ anh em. Bên đây, bên đây, bên đây. Đây có lỗ hang bình ga gì nè. Có vị trí kim cương ở đây không? Chỗ này mà không có kim cương ý nghĩa à. Hồi lát nổ cho màu xanh cỏ luôn. Tao về hướng nào, hướng nào? Kiếm được gì chưa? Không, bên có đây tao không cái thấy gì hết. Giá không? Bên đây không có gì hết. Thôi đi đi. Bên mày có gì không? Không. Chả kiếm được tiền. Tao là tiền tao kiếm lẹ lắm, sao bây giờ sao không thấy cái đồng nào, cái cắt nào hết vậy? Rồi, ban đầu mình cứ đi làm kiếm kim cương đi. Cương có điểm kỹ năng. Rồi, kiếm tiếp tao quay. Này căn bản có... đó 700 mấy mét đó. À, đem Mina hôm quần ra coi. Gì trời ơi thiệt chứ. Để con chó nó làm ăn được gì trời. Mina hôm quần mà phải xạ thủ thiện xạ trong tầm bắn chứ. Chó đánh dấu vị trí lâu lâu giật được cái thằng. Xạ thủ người ta là lập được nhiều chiến công. Ôi trời ơi, tại sao mà một con chó nó dễ thương vậy mà không thèm. Đòi có một con thăm quần. Thăm quần bắn mới dữ chứ. Ta chó làm gì được. Chán nản cuộc đời. Gì heo mậu gì nằm giữa đường đây? Đâu có lấy được đồ heo này đâu lấy da được. Tội nghiệp vậy. Thằng nào chở heo cũng rớt lợi mày. Cái dạng thịt heo xuống giá à. Không phải, dạng như mấy đó. Dùng heo bỏ đói. Heo bị lông mồm lỡ móng mày ơi. Phải không? Heo lông mồm lỡ móng mày lợi đó chứ do lây bệnh đi. Tao thấy tao tưởng đâu cái trường hợp giống Việt Nam mình chứ heo giảm giá đem heo dục tùm lum hết. Heo bỏ đói xanh xương luôn. Bỏ mà con heo chà bá nhìn giống yên chó à. Ồ, nghe đầu chết. Miếng da liền. Rồi gì đây, gì đây? À có. Hướng này, hướng con này, nhỏ này. Giờ còn ở đó, mình đây mình chạy thẳng bạn. Mày hả mày? Bây giờ chỉ có một cuộc chài ngay mình đầu kiếm, liền. Mình chiếm cái khu đó cho anh em xem nè. Một cuộc chài mình định càng khôn. Ồ, Miner thăm quần bắn chết chó của nó luôn. Tự chứ sao? Trời ơi, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Có lợi không? Sao không có lợi? Con chó cũng chưa chắc là nó giật lợi nữa. Điên, chó mình giật hết tất cả các loại luôn. Con hổ này... mà còn theo ánh không lợi chó mình nữa, báo. Chỗ này sao tao nhìn sao nghe quen quen dữ người ta không. Cái cầu phải không? Á. Ừ, đánh đu á. Tao ở cái vụ này đáng này lắm rồi. Mà nói giờ, nói tao giờ biết, biết rồi. Biết rồi, biết rồi. Hổm là đánh đu hoài không qua được, buồn nữa. Buồn gì, tại làm bộ diễn cho anh em vui thôi. À, ghê nhở. Giờ mới có đánh một phát một là coi như qua nè. Gì mà rên dữ vậy? Ê, 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 cái thằng làm gì nhỏ trong bụi cây kìa mày. Tao giờ tao không thấy, tao có lại kịp đâu. Nè anh em.
Anh em lấy ống nhòm soi liền, lấy ống nhòm soi liền. Ê tao thấy rồi, đang nắm giò. Đâu nhỏ. Hà hiếp ừ. Để tao tao từ đây tao nhìn rồi coi. Trời ơi, để coi giật kìa. Không được, này là tao phải can thiệp liền mới được. Tao đứng gần nó thử coi nó phát hiện không. Đứng gần thử coi nó làm gì coi có buông ta ra không. Ờ go. Như đúng rồi luôn chứ. Ồ, lòi dính vô cây, ớ à, thả rồi. Tại tao làm phát hiện á. Ồ, nhỏ này đứng dậy hết học trò, ồ, con mẹ da đen. Làm gì mà chạy chạy lên, đã yếu nghề, thôi đi dẹp tiệm đi. Nè, cô dân sành nghề, ta bắn nè. Ý, Ý, ai vậy, ai vậy? Dân dân sành nghề bị bắn rống không là mẹ hư. Chết chưa? Dân sành nghề chết chưa? Sao? Tao mà bắn lén tao. Không, mày thấy xạ hữu tâm quần chưa? Tao tỉa từ xa, tao tỉa trong tầm mắt. Ê, ê, ê. Nhìn trên đó nhảy xuống đây chết à. Cứu coi mày. Rồi xong. Con mẹ da đen đúng số nhỏ luôn. Sao ạ? À? Vừa mới được cứu xong là coi như là bị báo cắn. Tao chưa kịp nói chuyện với mẹ. Trời ơi, thăm quần lên cứu tao kìa. Trời chứ sao mày thấy chưa, có lợi chưa? Đâu báo già đó đâu rồi. Nhảy xuống đó chết. Tao đứng rồi đó là nhảy mày, xuống. Lúc trước mày cười tao mà. Không, mình nhảy là mình xả nhảy phải có nghề, anh em thấy chưa? Dân có nghề nhảy có khác. Nhảy xuống một mày hất con thăm quần như... của mày té xuống dưới luôn rồi kìa. Không có chết đâu. Tao coi như người ta tính toán hết rồi. Ê. Ồ, chỗ này ngồi trên đây nhậu nghe vui ha. Có chai rượu, chai bia. Gì? Mày lại đây mày bu coi. Gì bu? Chưa nâng kỹ năng mà muốn bán nháo. Vậy thôi. Có không? Kỹ có năng nè. Không. Kỹ năng không có, nhưng mà không đủ điểm. 4 điểm lận. Kỹ năng đó nằm đâu quên rồi. Cái hình cái móc đó. Cái mỏ neo quá. Gì đâu không được mày. What? Gì đâu đâu không được mày. Ủa sao đâu được ta? Đó cần gì học. Diễn sâu với mình. Gì vậy đâu phải học không? Thấy không? Ta đu giống với mày hổm kìa. Thấy ghê chưa? Gì đâu, bởi vậy tao nói thằng hổm thì đu đâu không được. Giờ thì coi, giờ thì biết đu rồi mà giờ cũng không được đu. Khổ vậy. Hên à, hên điểm tới chưa học điên à. Ý, ý. Gì nữa vậy? Đứng từ trên quăng ra đi, không chịu. Ở Mino không quật làm gì, siết dữ hả? Ủa, chết rồi em ơi. Thiệt tức thiệt chứ. Đứng ở trển là mình quăng dây qua là được rồi anh em. Mày đặt thể hiện nhảy từ xa nhảy xuống bắt đầu quăng dây ra làm như đúng rồi mà. No. Như dân rành nghề hả ta? Mà tao mới thấy tao đi tới rồi nè, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày thấy tao đi tới lẹ không? Cái này là cái dạng mà mình chơi chiến thực anh em không biết. Cần như mình phải đu mệt mỏi. Để cho thằng Vinh nó đu rồi tới mình. Đó, mình xuống đây mình lụm đồ nó vậy không biết gì hết, thấy chưa? Mình đi sau mà mình lụm đồ trước này mới hay nè. Được 3 điểm. Đáng lẽ là vô ta không học kỹ năng rất lư hết. Thế rồi. Gì? Đáng lẽ không học kỹ năng này đâu. Sao không học? Đồ để dành mày. Học kỹ năng mở lót súng. Lót súng từ từ nè, có 3 điểm ở đây nè. Vui điểm mày ha. Ở trên dưới là cái dòng sông đây có chỗ cái bếp ga đồ, chỗ chiên hộp dịch đồ. Sống đây vui. Nè tao có 8 điểm tao học mở lót súng liền luôn nè, nó đủ rồi bo. Tao như kiếm cái súng lụm thêm cây coi. Còn gì nữa không ta? Ở đây vậy mà đủ đồ nghề hết ha. Tuy
ti nhỏ nhưng mà nghe ấm cúng vãi. Bởi vậy ấm cúng nó vui. Nó đứng đây nhìn xuống. Nhìn xuống thấy gì đây? Bò điên. Nó bắn thử à. Mình là thắc mắc mấy vụ này lắm. Thật là bóp cò liền à. Bò điên nha mày. Mày díu liền. Mày đâu rồi? Tao đang nhảy xuống. Thôi đi lên đi lên. Ủa rồi sao coi ra có gì ê. Đâu bán súng mà đứng gần tụi này tụi đẩy não này luôn. Như tính lại kinh doanh mở rộng qua cho tới quân địch luôn. Thằng này là trung gian con mẹ nó rồi. Thiệt chứ. Bán súng cho quân địch. Đù nhảy xuống cái chuẩn phết. Đứng sát bên luôn. Làm như đúng rồi hả? Thấy không? Nó bán súng cho quân địch xong rồi giờ quân địch chết nó cũng đứng nhìn trơ trơ chạy lại. Ê kìa nó chạy lại nhìn như đúng rồi vậy ta. Chứ sao? Người ta là kinh doanh hai phía phải không? Phía rồi nào thiệt. Có tiền là người ta bán. Vì tiền mà con người ta có thể như vậy luôn à. Rồi coi ừ, súng nào được chưa? Đó mày thấy bị nó hôm qua bắn chưa? Đó sói gì kìa thấy không? Sói hổ chó gì mày thấy chưa? Gặp chó từ nãy bị giặt chích ngắt rồi. Ghê. Không bắn rớt liền. Ở cái súng của ai đây? Còn lót súng nữa. Nó vậy là có lót súng rồi. Hài lót. Con quỷ này. Ôi cái nòng giảm thanh gì tới ngàn mấy chứ vậy? Phải vậy chứ. Phải đắt đỏ, đắt cổ mũi họng vậy. Ồ súng mấy này mới nằm ra ngoài đây giờ mất rồi. Lên em. Cởi đi. Mua cái gì? Lên. Hả? Đâu thèm lên. Ê. Làm, vậy? Ta làm giá rồi. Lên em. Ồ con chó này cũng có gì vậy? Nhìn chó sủa Miner thăm quần mày kìa. Rồi cặp đít á. Hôm nay chó của bà đó. Đạp giá luôn ta. Chịu lên không chịu lên luôn. Hổng đi chung giờ ta làm giá rồi luôn. Con nhìn tao nhìn cặp mắt bữa từ trước. Rồi là chiếm cái đồn này xong kết thúc video. Bỏ nó đi xe. Đi. Ừ, con nhân vật của tao còn đẹp hơn con thăm quần của mày nữa. Gì đẹp mày? Ồ, thăm quần số dách rồi. Cái đầu trọc bắn bể đầu liền. Trời ơi. Ai biết tưởng đâu cây đụng được. Tao tưởng nó bắt rớt từ xa tao đụng gãy cây luôn. Cây sao đụng nữa. Lỡ đâu cái cây đó nào chặt dở dang nửa chừng sao tao đụng bay sao mày? Hệ thống NPC game này đâu có làm cái gì đó. Lập nên kỳ tích. Rồi, đừng có vô. Chiếm đồn mà đi chết rồi. Ta làm động kinh chưa? Đáng lẽ là mình phải lấy con chó mình đi kiếm. Ồ, có cái bao này bao gì đây, lượm liền. Mình phải đi vậy mới hấp dẫn cần. Ê mày, chó trời. Lộn rồi, đồn tới 200 mấy mét lần. Chỗ này chỗ nào? Cái chỗ băng chó. Đi, con chó cùi bắp. Uầy. Con quỷ con mụ già. Cái gì vậy? Chó vừa cắn mà nó vừa quánh tao nữa chứ. Chữ nó em. Bắn nó. Gì vậy? Đó đó mày thấy chưa? Thăm quần gõ cái chó nằm đóng luôn. Đồ. Một chó một làm như mây thoái vậy. Tao đứng đây tao chứng kiến hết tất cả. Chứng kiến tận mắt luôn không? Ừ. Tao đây chứng kiến tận mắt hết rồi. Ê, đâu mới nào mới phát hiện này. Thiệt chứ vậy có con chó là nó dễ rồi. Bên biết, đây. Biết vị trí ngon hơn. Cần gì? Chứ vị trí hấp dẫn gì hết anh em. Mình phải chơi vậy nè. Chơi chai vậy nè. Này phía này chứ gì trời ơi. Quân địch. Đâu anh em thấy chưa? Hôm nay vậy mới còn sống. Mày ngay đầu liền. Tưởng vậy,
Ủa vậy mới còn sống được mới hay ta. Đỉnh đỉnh đỉnh. Mình bắt đầu mình có lời đánh giá cao nó rồi. Ôi gì mà mày chạy đi đâu? Chạy hả? Thằng này như là thằng cầm cung mà giờ nó giờ tao có mày. Cung rồi cần gì nữa? Đâu 200 mấy mét đâu? Nè, rồi bỏ xe tới rồi, cái đồn này nè. Cái chỗ đó có máy cài á. Thiệt chứ có con chó vô chiếm đồn mới ngon. Ngon cái gì? Mình phải âm thầm mình xác định vị trí. Và giờ phải xài tới ống nhòm nữa không? Ông ống nhòm cũng được vậy. Con nhòm làm gì? Cái thằng đứng trên cao nè. Chết liền luôn thấy không? Bắn ghê vậy thôi chứ. Im em từ từ em. Phát hiện cái này kìa mày thấy chưa? Nhưng mà nó chỉ nghi ngờ thôi, nó chưa có biết vị trí mình. Dần yếu nghề đó mà anh em lướt. Ủa, nó đứng sau cục đá hả? Hay ta. Thôi. Bỏ đi. Nãy giờ bắn biết bao nhiêu cây cung. Lướt liền. Dạng chuyên nghiệp ta có khác anh em. Gì kỳ vậy? Xong rồi hả? Đơn giản vậy luôn xong ha. Rồi, cái đồn nhỏ à, mà. Tao luôn, tao lách ở ngoài. Tưởng nó thứ dữ lắm. Mấy đồn của bắp này. Cây cung này phải đổi nòng nhắm lại kìa. Đồ nhỏ. Đồ nhỏ nào bén vậy? Wow, nhìn cũng minơ đó mày. Bắt nhỏ đó được không? Không. Nhỏ đó đâu đi theo đâu. Rồi, có xốp súng rồi. Đâu nhỏ đó đâu à? Đằng sau á. Kiếm mới được. Đằng sau mày chạy thẳng ra, chạy thẳng hướng đó, chạy thẳng ra. Không phải. Đâu phải nhỏ này. Đâu nó được rửa mà. Đây nè. Đẹp thấy chưa, mình phát hiện chưa? Mình phát hiện một cái đường hầm bí mật. Đồ cái mẹ này nữa chứ. Đi đường này vô là coi như số dách luôn. Đường hầm này gì chứ? Có ở đâu? Tưởng đâu có đồ gì chứ. Thôi vậy là kết thúc video được rồi. Ừ. Rồi thì bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này? Để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.